đây là một trong những shop nên được mọi người biết đến nhiều hơn. Mình rất là thích những shop đựng đồ trong hộp giấy như vậy. Thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai là khi mà mình nhận được sản phẩm thì mình cảm thấy rất là được tôn trọng. Nè mọi người coi có thiệp nè, khi mà mọi người mở hàng ra thì mọi người sẽ thấy là sản phẩm của mình đặt đã được ủi rất là phẳng, rất là chỉnh chu luôn, đặc biệt còn rất là thơm nữa. Mình hơi cảm thụ để mọi người thấy được chiếc vải shop ống ánh và mịn màng cỡ nào luôn nha. Ở đây có điều chỉnh ngắn dài được luôn, có dây kéo ở ngay bên hông này, mọi người có thể mặc vào dễ dàng ha. Trời đúng tôn dáng, đúng tôn dáng đó mọi người, sờ vải mịn lắm luôn. Đây còn có một cái xẻ ở đây này, cái lắp chân mình dài hơn. Mình có biết sao tôi thích cái đầm đâu, tại vì cái phần cổ độ của nó không có độ quá sâu, thì những bạn có ngực hay không có ngực đều mặc cũng rất là phù hợp, có chỉnh theo số đo của mọi người luôn nha. Nên là mọi người không cần phải lo là mặc đầm sẽ bị rộng quá hay là chật quá, đầm mình nhận về là mình không có cần phải sửa gì luôn. Với một mức giá là 2 triệu, mọi người đem kèm được bao gồm tất cả những dịch vụ tốt.